Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư cho người dân ở một số địa phương gặp không ít những khó khăn do vướng mắc ở các khâu như thủ tục, nguồn gốc đất hay sự phối hợp của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, ở xã Dân Tiến và xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu lại có những cách làm sáng tạo đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện. Tại xã Dân Tiến là địa phương có số thu từ đất dôi dư cao nhất huyện Khoái Châu. Từ năm 2019 đến nay, xã đã thu được trên 5 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, xét duyệt xử lý được 18 hồ sơ với diện tích 1.500 m². Nhiều gia đình có diện tích đất dôi dư lớn, số thu cao như gia đình bà Bùi Thị Hợp 857 triệu đồng, ông Dương Văn Bắc 500 triệu đồng, bà Vũ Thị Nội gần 500 triệu đồng. Để đạt được kết quả đó, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương. Ủy ban nhân dân xã cũng đã thể chế hóa ra, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các chi bộ, các thôn phân công phân nhiệm cho từng thành viên trong hội đồng xét duyệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời là cũng đã đi từng ngõ gõ từng nhà và gắn cái trách nhiệm của từng các đồng chí đảng viên và cán bộ quân nhân chính là phụ trách phân công từng địa bàn khu dân cư. Đối với xã Hồng Tiến, vốn là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai do vướng mắc từ lịch sử để lại. Tuy nhiên, cách làm của xã đã thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Kết quả thu về gần 3 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư xen kẹp từ năm 2019 đến nay. Cái hình thức là định hướng đấy, cho tất cả các cái tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động về luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành về luật đất đai đấy, và cái nghĩa vụ tài chính đối với các cái phần đất về các cái loại giấy tờ thủ tục mà giao dịch, trong đó là có cái thủ tục giao dịch hành chính về cái đất đai. Trên cái lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đã giao cho cán bộ chuyên môn nên là tạo mọi điều kiện thuận lợi đấy, và hướng dẫn rất là tỉ mỉ, thậm chí là đến tận các gia đình để hướng dẫn cho các gia đình để thực hiện theo đúng các quy trình. Bằng cách làm sáng tạo, các địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ đất dôi dư để hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống cho người dân, phấn đấu đưa hai xã sớm trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025.